Tôi á, hôm nay mình làm review mấy anh em bóc mía nha anh em mọi người. Không quay mía thôi, không quay bạc đâu. Yên tâm. Có người thích người không thích nha, cái đấy mình biết mà. Đây bóc mía, khi chặt mía xong thì chúng ta đỡ bãi bãi nha nha mọi người. Đây. Đây. Giờ là cái anh này là anh dồn mía lại để xì vô đâu đấy nè. Chào anh em. Rồi rồi, ok. Chỉ nông sản mình mía mà xa mà không biết ai đâu. Sắp Tết rồi, bóng mía ráng kiếm ít đồng tiêu Tết thôi. Tấu sốc bông cua rồi chứ. Lui về xuống đây. Anh em dẹt mía ra để xe lui xuống này. Cái cơn thiền vũ TV nó chơi là còn máy băm đưa thẳng lên xe không à, nó không có bóc như mình mà nó kích xong phun lên xe luôn. Cái cơn đấy rồi nó làm ở trong Tây Ninh á, đất nó bền quá, còn đất mình này dốc này không ấy được. Đá gì dốc á, cái máy kích đấy nó phun lên thấy hay, mình sẽ xem hay mà. Nhưng mà khoảng vài năm nữa là cái cảnh bóc mía này cũng ít có, nó dùng xe gấp hết, mà gấp này như Casper không cho sao á, không cho gấp, gấp đá không à, đúng không? Nó hư máy bắt đầu cái mấy con đứng lên mấy con. Mình bấm tay đây là có tấn hơn chứ, ghép đâu có tấn, sồm sồm thôi. Nhà cũng có hai chiếc xe mà chạy trên Tân Lập sông Hinh á. Chiếc Trinh Long với chiếc Đông Phen đó. Hai ông anh với thằng em chạy đó. Mình ở Tuy An lên. Tuy An lên về học đây. Thấy anh em đây vô xin review tí. Bữa review trồng mía rồi, trồng mía có bò cày ấy, chú ơi, đừng ở đây chú. Cảnh. Rồi về xuống. Bốn thang vậy hơn, bên đây hai thang, bên kia hai thang hơn chú à. 2, 4, 6, 8. Ở trên 5 người luôn á. Trên 5 người là băm 2 người hay 3 người vậy? 4 người băm, 1, 2 người gom mía. 2 người sắp chưa? 2 người sắp. Còn ở dưới mình là mấy? 6 người. 6, 12 người á. Được, 12 người. Hello anh em. Rồi hai anh em đứng thang bên đây, hai anh em là bốn anh em đứng thang này.
tin vlog. Cần tin vlog, bấm tin vlog là thấy anh em à. Anh em bốc mía của Mai Như đúng không? Ở Sơn Hội đây. Sơn Hội, Sơn Hòa. Sáng mình đi bốc mấy giờ chú? Sáng đi bốc 5:30. 5:30 là đi rồi. Em rửa chưa thầy? Là đồ quân mình đông như đây mà bốc tí xong liền giờ mà. Mà như là đầu công đây hả? Hay là trồng mía? À mà như trồng mía. Mía này sao thấy hơi thấp mà như không? À. Trồng mới vụ sau trồng mới. Tại bữa quay cái đám kia thấy cao lắm, cái bó dài thon à. Đây mình hơi ngắn. À mía 4 năm rồi. Chủ mía mà không phải làm phụ anh em đây. Đấy trên là dùng băm cho nó chặt chẽ, cho nó khít mía ở các máy có anh em dưới là bỏ lên, chứ không là nó không vừa tao. Bữa bò cày lắp á, cũng quay rồi, quay đoạn bò cày lắp trên rẫy đây này cũng hấp dẫn á chứ. Rồi anh em bóc nhanh nữa, một bãi mía đây mà bóc riệt riệt hết liền đây mà. Bó mía này chắc cũng 10 mấy kg. Rồi sang qua bên tay bên kia. Rồi mình sang bên kia nha, sang bên kia coi anh em bóc bên kia. Đồ có vẻ hàn đứng thang mà này, hàn đứng thang là đưa liên tục ạ. À, ra không kịp do nãy đang dậy lỡ tiếc ấy, mở hết tiếc ra đây à. Dạ. Ở Tân Lương mình đây. Dạ. Tiểu học. À, cũng lâu rồi nhưng mà ở trên Gia Lai mới chuyển về chưa được tháng, có cái mấy tuần à, 2-3 tuần à. Trên Gia Lai chuyển gì à? Trên Gia Lai là trồng sắn, trồng đào không chứ không ít có mía. Nay thì bắt đầu có mía. Cờ Đông Ba cũng sát mình đây mà. Gia Lai ngay Cờ Đông Ba cũng gần mình đây mà. À, đây. À, dậy xong 8:15 là hết tiếp rồi mà Như. À, sáng 8:15 là hết tiếp rồi. Ngày nào cũng 8:15 là được nghỉ mà. Cho nên là chiều tiếp tục, 2 giờ là tiếp tục. Cho nên là bây giờ rảnh ấy, không biết làm gì, thấy anh em bốc mía vào review tí.
À, con nào làm như mình nè. À, gần bên này, gần bên này thấy tiền vào quay tí. Đúng rồi. Định đi uống cà phê về trường chính uống cà phê mà thấy anh em ấy xin vào làm tí đoạn mấy phút mà. Làm cho đầy xe luôn ra luôn. Ra luôn đúng không? Ừ. Đám này được mấy xe mà Như? Ba xe với xe đây là 4 á. Xe đây 3. Xe đây là 3. Đám mình đây mấy hát nhỉ? 2. 1 hát 2 mà 3 xe chứ nay năm thứ tư hay năm thứ ba? Năm thứ tư thì nó cũng ngót xuống có chín mấy tấn hả? Tám mấy 90 tấn. Chứ còn mấy năm đầu thì chắc nó cũng phải trăm trên trăm rưỡi chứ. 166 được. Đạt rồi nhớ, mía bao nhiêu đạt rồi nhớ. Đây giống ta 92 nếu mà K3 nữa cũng nhiều. Bây giờ mình phá trồng lại mía hay trồng sắn? Trồng mía tiếp đúng không? Mía hôm nay giá được mà bữa thấy bạn kia nó 1.3 mấy vậy? À tùy theo chữ đường nữa ha. Bây giờ có 11 rồi. Có 11 rồi, mắt. Có chữ đường nữa, họ đưa nữa. À có chữ đường là nó đưa nữa. Đây đã nhích lên không? Hay gom xe bao nhiêu gom xe à? À móc cho nhẹ tí. Ừ thế cũng được. Được. Được, mấy nhà từ thiện hảo tâm nào mà thấy ai dân khổ vậy là anh hỗ trợ cho. Mấy anh em rất là vui tính nha mọi người.